Thưa quý vị khán giả, những tưởng sau hơn 3 tập kỷ trốn truy nã, đối tượng gây án năm nào đã bị quên lãng. Thế nhưng, thay tên đổi họ, đổi nơi ở cũng không thoát khỏi sự trừng phạt cho hành vi phạm tội. Đó là đối tượng 63 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Sương, Thanh Hóa, bị bắt sau 34 năm lẩn trốn vì hành vi dở cho đối bại, cướp tài sản. Chiều ngày 9 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, 63 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Sương sau 34 năm lẩn trốn. Theo tài liệu của Công an, chiều ngày 29 tháng 8 năm 1988, Nguyễn Văn Nam đã khống chế đưa chị NTM, ngụ tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, xuống bờ đê ở cầu ghép để dở trò đổi bại, đồng thời dùng dao đe dọa cướp 12.000 đồng sau khi gây án, Nam đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam và Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Nam về tội cướp tài sản và làm nhục người khác. Quá trình lẩn trốn, Nam đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người cùng thôn đã tử vong và đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1959, xã Quảng Trung, huyện Quảng Sương, để vào phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để sinh sống cho tới tận bây giờ. Sau 34 năm lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam khi đang lẩn trốn tại thành phố Vũng Tàu, đồng thời di lý đối tượng về Thanh Hóa an toàn để phục vụ công tác điều tra. Đây là minh chứng rõ nhất cho câu nói, lưới trời lầm lộng, tuy thưa mà khó thoát. Dù có giỏi trốn truy nã đến đâu, nhưng thực hiện hành vi phạm tội thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.